Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gặp gỡ những cựu chiến binh tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên làm kinh tế giỏi. Hải Dương nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, xuất ngũ trở về quê hương, những người cựu chiến binh tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vẫn luôn nỗ lực phấn đấu làm giàu cho gia đình quê hương. Nhiều cựu chiến binh thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình sản xuất của gia đình. Năm 2006, cựu chiến binh Nguyễn Văn Sinh ở thôn 3 thuê hơn 5 mẫu ruộng trũng ở khu Đồng Thổ để xây dựng mô hình vườn ao chuồng. Trong đó, hơn 3 mẫu ông đào ao thả cá truyền thống như chấm, chép trôi và nuôi 2.000 con vịt đẻ ấp trứng lộn để bán. Cùng với việc mua trứng của các hộ chăn nuôi khác về ấp trứng lộn tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, bình quân mỗi tháng, ông xuất bán 4 vạn trứng lộn, trừ chi phí, trang trải cho thu lãi gần 300 triệu đồng một năm. Ngày đầu mới về quân ngũ về phục viên ý, thì nói chung chăn nuôi thì cũng mang tính chất là truyền thống ngày xưa thôi. Kinh nghiệm rất là ít cho nên là đi học hỏi một số nơi, một số chỗ, thậm chí lên cả Viện Thủy sản Trung ương 1. Rồi về nhà tìm hiểu những kinh nghiệm của những người đã chăn nuôi trước, thậm chí từ con cá, rồi con vịt, rồi quy cách ấp, rồi mọi cái vấn đề nuôi con gì, trồng cây gì. Nói chung đến giờ phút này là cũng là rất là thành công. Về thôn Tây Hòa, mô hình kinh tế của cựu chiến binh Nguyễn Văn Vóc được nhiều người khen ngợi bởi cách làm sáng tạo của ông, tận dụng hiệu quả quỹ đất. Chỉ với diện tích 1,3 mẫu, nhưng ông kết hợp được đa dạng từ trồng cây ăn quả đến chăn nuôi. Hiện tại, trang trại của ông có 70 gốc nhãn, 60 gốc bưởi diễn và nuôi 1.000 gà đẻ, gà thương phẩm. Đặc biệt trên mặt ao nuôi cá giống, ông làm chuồng nuôi 170 đôi chim bồ câu Pháp, đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Nói chung là để mà thành công được là cả một vấn đề. Thì nhiều cũng phải có nhiều năm là cũng phải chấp nhận có những cái thất bại. Nhưng mà về nản chí thì không có nản chí. Trên địa bàn xã Đức Hợp, phong trào cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi được lan tỏa rộng. Bên cạnh những cựu chiến binh giỏi làm kinh tế như ông Vóc, ông Sinh, còn nhiều cựu chiến binh tiêu biểu khác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương như các cựu chiến binh Phạm Văn Hiển, Trần Văn Thế, Nguyễn Văn Khương. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng hai hợp tác xã chăn nuôi bò sữa của huyện đang thực hiện nhiều giải pháp giúp các thành viên tăng thu nhập. Hai hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Mộc Bắc và hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Trác Văn, ngoài việc thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho hộ chăn nuôi như cung ứng nguồn thức ăn thô xanh, thuốc phòng trị bệnh, còn quan tâm đến khâu xây dựng thương hiệu sản phẩm bò sữa, dịch vụ thú y và thụ tinh nhân tạo cho bò sữa. Với dịch vụ này, hợp tác xã ký hợp đồng với những người làm công tác thú y trên địa bàn và các đơn vị dịch vụ khác trong quá trình chữa trị và thụ tinh nhân tạo. Bên cạnh đó, hai hợp tác xã còn phối hợp với Ngân hàng Đầu tư Nguồn vốn, hỗ trợ người dân giống, hướng dẫn cách thức chăm sóc bò để nâng cao sản lượng, chất lượng sữa. Hợp tác xã kiểm soát, đảm bảo sản phẩm sữa luôn đạt chất lượng cao và bao tiêu sản phẩm sữa bò tươi của xã viên. Hiện tổng đàn bò sữa của Duy Tiên có khoảng 2.250 con, chiếm hơn 60% tổng đàn bò sữa của cả tỉnh. Quá trình chăn nuôi bò sữa của các xã trong huyện đang gặp phải nhiều khó khăn khi các hộ chưa có sự liên kết, phối hợp trong sản xuất. Việc thành lập hợp tác xã chăn nuôi bò sữa phát triển theo mô hình khép kín đã hỗ trợ thành viên khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có đến 90% số lao động của địa phương tham gia sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, tập trung chủ yếu ở xóm 9, xóm 10 Tân Tiến và xóm 35. Tổng thu nhập trung bình hàng năm của các hộ sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ trong làng nghề đạt hơn 77 tỷ đồng, chiếm 45% tổng thu nhập của toàn xã. Làng nghề Hải Minh cũng đã được Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định công nhận danh hiệu làng nghề thủ công truyền thống vào năm 2011. Hiện tại, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu đã xây dựng được hai cụm công nghiệp, trong đó cụm công nghiệp số 1 đã đưa vào sử dụng từ năm 2005 với 20 cơ sở sản xuất kinh doanh trên tổng diện tích 2,1 ha. Cụm công nghiệp số 2 đã hoàn thành bàn giao mặt bằng với diện tích 4 ha. Sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ ở Hải Minh mẫu mã đa dạng, chủng loại phong phú. Hiện đồ gỗ của làng nghề đã vươn tới các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường, những năm qua, các hộ làm nghề gỗ mỹ nghệ dần chuyên môn hóa hoạt động sản xuất tập trung ở một số sản phẩm và công đoạn nhất định, liên kết sản xuất, tạo sản phẩm hoàn chỉnh. Chuyên môn hóa sản xuất không những giảm được chi phí đầu tư trang thiết bị máy móc, tạo sự chuyên nghiệp, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mà còn giúp cho các hộ sản xuất trong làng nghề đảm bảo đủ lượng hàng cần thiết theo yêu cầu của khách hàng. Những ngày vừa qua, mưa xuân kéo dài, độ ẩm cao khiến nhiều cơ sở sản xuất bánh đa khô, miến khô gặp khó khăn trong sản xuất. Thì ở Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã có cơ sở vẫn giữ được năng suất chất lượng của sản phẩm bánh đa truyền thống nhờ đổi mới công nghệ. Một trong những khâu làm bánh đa tốn nhiều nhân công và phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết đó là phơi bánh. Tuy nhiên, hợp tác xã sản xuất bánh đa Quỳnh Côi nằm tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ đã đầu tư hệ thống máy tráng sấy bánh liên hoàn với năng suất 3 tấn nguyên liệu một ngày. Quá trình sấy bánh đa được chia làm hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu là sấy cả tấm bánh đa. Trong giai đoạn này, chỉ cần sấy ở nhiệt độ 45 đến 50 độ C trong 2 đến 3 giờ để bánh đa khô 70%. Sau đó, giai đoạn 2, tùy loại sản phẩm có thể cắt sợi, giữ nguyên miếng và tiếp tục sấy trong 2 giờ, nhiệt độ sấy giữ nguyên để bánh đa được sấy đến khô giòn. Sử dụng máy sấy bánh tráng là xu hướng của hầu hết các cơ sở sản xuất chuyên nghiệp, giúp giữ hương vị, màu sắc cho bánh tráng, năng suất tăng cao gấp nhiều lần và đặc biệt là giải quyết vấn đề nhiều người lo ngại là vệ sinh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư gia tăng nhanh chóng. Toàn tỉnh Hải Dương có gần 40.000 bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý. Bệnh đái tháo đường ước tính có khoảng trên 10% dân số trong tỉnh mắc, gần 5% người mắc tiền đái tháo đường. Do đó, xây dựng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý hộ gia đình đang là vấn đề cần thiết trong thời điểm hiện nay. Là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh được chọn xây dựng điểm mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý hộ gia đình, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ đã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai xuống 100% các hộ gia đình trong xã. Sau khi triển khai hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình, Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược học Hải Phòng tổ chức tập huấn về hướng dẫn chẩn đoán bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường cho 50 y bác sĩ khám chữa bệnh tại 27 trạm y tế xã thị trấn. Tổ chức khám sàng lọc được gần 3.000 người tại xã Hưng Đạo, trong đó phát hiện 710 người bị tăng huyết áp, 44 người bị tiểu đường, truyền thông trực tiếp phát tờ rơi về giảm muối và nguy cơ của bệnh tăng huyết áp cho hơn 100 người dân tại 3 thôn của xã. Nhiều trường hợp trung niên ban đầu chưa nắm được, rất xem nhẹ bệnh và khi phát hiện được tư vấn đã tuyệt đối dùng thuốc đều đặn cũng như chế độ luyện tập sinh hoạt hàng ngày. Cùng với 26 xã thị trấn ở 8 tỉnh, thành phố trên cả nước, xã Hưng Đạo được chọn làm điểm về mô hình quản lý y học hộ gia đình. Huyện Tứ Kỳ đang tích cực nhân rộng trên địa bàn. Tiến tới đến năm 2020 thì chúng tôi sẽ đạt đến phấn đấu là đạt 90% dân số được kiểm soát và quản lý bệnh tật. Và đến năm 2025 thì sẽ 100% dân số được quản lý về bệnh tật theo nguyên lý y học gia đình. Riêng về cái y học gia đình này thì rất tốt cho người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý hồ sơ, được tư vấn tại trạm y tế xã. Và khi mà chúng ta quản lý tốt thì chúng ta sẽ điều trị tốt. Rút kinh nghiệm từ mô hình điểm tại xã Hưng Đạo, thiết nghĩ không chỉ huyện Tứ Kỳ mà Sở Y tế cần đánh giá và tiến hành nhân rộng mô hình tại các trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong những năm tiếp theo. Theo chỉ tiêu đề ra của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định năm 2019, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh phải đạt 88,5%. Tính đến tháng 3 năm 2019, toàn tỉnh có 1.550.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 83,83%. Toàn tỉnh còn 370.000 người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy, từ nay đến cuối năm 2019, toàn tỉnh phải phát triển thêm hơn 94.400 người tham gia bảo hiểm y tế mới đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân các huyện, thành phố cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, trong đó đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm và quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện hiệu quả các chính sách bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia bảo hiểm y tế để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
với mục tiêu hình thành thói quen đọc sách cho học sinh thông qua việc thiết lập môi trường đọc thân thiện. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã triển khai xây dựng mô hình thư viện thân thiện tại trường tiểu học Ninh Thắng, huyện Hoa Lư. Khác với một số loại hình thư viện truyền thống như thư viện xanh, thư viện lớp học, thư viện thân thiện được trang trí rất gần gũi với thiên nhiên và phù hợp với các em học sinh tiểu học. Ngoài hình thức học là đọc to, nghe chung, đọc nhóm đôi, cùng đọc và đọc cá nhân ở các tiết học tại thư viện, các em có thể thoải mái mượn sách về lớp, về nhà để đọc. Bên cạnh đó, tại thư viện còn có nhiều hoạt động mở như góc viết, vẽ, trò chơi, tra cứu, trưng bày, với đầy đủ thiết bị thực hành giúp các em phát triển khả năng tư duy, ngôn ngữ, mở rộng vốn từ. Trong cái thời gian tới, thì bắt đầu từ năm học 19-20, thì sở cũng chỉ đạo cho các đơn vị là nhân rộng trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện của nhà trường, của địa phương. Và muốn thực hiện được thì cái nội dung thư viện thân thiện này cũng cần phải cái sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng rất là nhiều, đặc biệt là các bậc cha mẹ học sinh và hỗ trợ của thư viện tỉnh về cái công tác tập huấn. Mô hình thư viện thân thiện sẽ phát triển thói quen đọc sách, giúp học sinh trở thành người đọc độc lập, nâng cao năng lực ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực ở mỗi nhà trường. Nhiều năm nay, câu lạc bộ Sách và Hành động, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Thời gian qua, câu lạc bộ Sách và Hành động trường Trung học phổ thông Tiên Lữ có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, tiêu biểu như chiến dịch đổi sách lấy cây. Các bạn học sinh trong trường có thể mang đổi 1 kg sách có giá trị hoặc 5 kg giấy vụn để đổi lấy một cây sen đá đem về chăm sóc. Số tiền bán sách giấy cũ sẽ được dùng để mua những đầu sách mới cho các bạn học sinh trong trường mượn đọc. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ từ thiện để ủng hộ em Bồ Thị Hằng, một thanh niên ưu tú của tỉnh Đoàn Hưng Yên, không may bị tai nạn giao thông, với số tiền quyên góp được là 3.090.000 đồng. Tham gia câu lạc bộ, các bạn học sinh không những rèn luyện được thói quen đọc sách mà còn hướng tới những hoạt động thiết thực bổ ích. Trong cuộc thi đại sứ văn hóa đọc do thư viện tỉnh tổ chức, câu lạc bộ đã có một học sinh đạt giải nhất và một học sinh đạt giải nhì. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học luôn là mối quan tâm không chỉ của các bậc phụ huynh mà của cả xã hội. Do vậy, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm. Trên địa bàn huyện Quế Võ hiện có 22 trường mầm non tổ chức ăn bán trú cho học sinh để các em có những bữa ăn an toàn, đảm bảo dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện cả về trí và lực là một vấn đề được các trường đặt lên hàng đầu. Ngay từ đầu mỗi năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có văn bản chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học trên địa bàn. Do vậy, trong khâu tổ chức ăn bán trú cho trẻ, bên cạnh việc quan tâm đến thành phần dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, thì các trường luôn chủ động trong việc phòng chống ngộ độc thực phẩm, nâng cao ý thức trong việc lựa chọn và chế biến thực phẩm, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với một số trường học ký kết hợp đồng với các công ty đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh, thì công tác kiểm tra giám sát từ khâu đầu vào nguyên liệu đến khâu chế biến càng được các nhà trường quản lý sát sao chặt chẽ hơn. Mặc dù là địa bàn rộng, số lượng trẻ tại các trường mầm non lớn do có nhiều công nhân tại khu công nghiệp lưu trú, tuy nhiên huyện Quế Võ chưa bao giờ để xảy ra vụ việc liên quan đến ngộ độc hay mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế nhưng không vì thế mà ngành giáo dục và đào tạo huyện lơ là trong công tác kiểm tra giám sát, công tác tổ chức bếp ăn bán trú tại các trường học. Bởi đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt, phát triển cả về trí lực và thể lực, không những tạo sự tin tưởng cho phụ huynh học sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của huyện nhà. Việc xem nhẹ những quy định về chăn nuôi chó của nhiều người đã gây ra không ít hệ lụy khó lường. Bởi chó không chỉ là nguồn lây truyền bệnh tại mà còn là thủ phạm tấn công người, gây thương tích, thậm chí là mất mạng. Tối ngày 3 tháng 4 vừa qua, tại sân vận động huyện Kim Động Cũ thuộc thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, một đàn chó đã tấn công một bé trai 7 tuổi, khiến cho bé bị thương nặng và chết sau khi được nhập viện. Sự việc diễn ra không chỉ để lại nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình mà còn để lại sự ân hận, dây dứt đối với người chủ đàn chó. Sự việc đó là không may nó xảy ra, nó mang đến như thế này thì cũng là một điều coi là cũng làm cho tôi đau từng khúc ruột chứ không phải là không. Nghĩ cái ân hận là mình thả ra sớm.
Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã đưa đàn chó của gia đình bà An bàn giao cho công an huyện Kim Động và triển khai nhiều biện pháp để tránh xảy ra sự việc tương tự. Sau khi cái sự việc xảy ra, chúng tôi ra cái thông báo cho toàn thị trấn, đặc biệt là những cái tuyên truyền các hộ chăn nuôi chó là nghiêm cấm cái việc thả rông được. Nếu đã thả chó là phải đảm bảo rộng mõm. Nếu như hộ nào mà không thực hiện nghiêm túc này thì sẽ xử lý theo cái nghị định 90 năm 27 của chính phủ về luật thú y. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 5 năm gần đây, trên địa bàn tỉnh có 1 người chết do bị chó dại cắn, nhưng số lượng người đến tiêm phòng do chó nghi mắc bệnh dại cắn lại tăng cao. Trong 5 năm gần đây thì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, mỗi năm khoảng trên dưới 1.000 trường hợp tiêm phòng dại do chó cắn. Thế và đặc biệt, đầu năm 2019 có khoảng 202 trường hợp bị chó cắn và đến tiêm phòng. Thì so sánh cùng kỳ năm ngoái thì đúng là đầu năm nay là có tăng hơn. Mặc dù số người bị chó cắn tăng, nhưng số lượng chó được tiêm phòng dại lại rất hạn chế. Đối với cái số lượng mà đàn chó mèo được tiêm phòng so với tổng đàn đạt cái kết quả cũng còn rất thấp. Thì trung bình nó chỉ được khoảng 40% so với tổng đàn. Để những lỗi vi phạm về nuôi, quản lý vật nuôi trong thời gian tới được đẩy lùi, số vụ tai nạn thương tích do chó cắn sẽ không còn xảy ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ gia đình nuôi chó thấy được việc thả rông chó không dọ mõm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn với cộng đồng. Kèm với đó là chế tài phạt nặng đối với người thả rông chó không dọ mõm. Lực lượng chuyên trách của các địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm. Tính đến hết ngày 8 tháng 4 là ngày cuối cùng trong đợt kiểm tra sức khỏe và ma túy đối với lái xe của các doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn tỉnh do Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 19 tháng 3, đã phát hiện 49 trường hợp dương tính với ma túy. Trong đợt kiểm tra sức khỏe và kiểm tra ma túy đối với các lái xe trong thời gian 20 ngày, đã có gần 3.600 trên tổng số 4.364 lái xe của 262 doanh nghiệp và 124 hộ kinh doanh cá thể đến kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện 49 lái xe dương tính với ma túy, trong đó có 17 lái xe dương tính với ma túy đá. Những lái xe này được đưa về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh để đấu tranh làm rõ. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu doanh nghiệp xem xét chấm dứt hợp đồng lao động và thông báo tới các doanh nghiệp trong Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Hải Dương không ký kết hợp đồng lao động chỉ khi các lái xe này đến các cơ sở y tế do Ban An toàn Giao thông tỉnh chỉ định để kiểm tra có sự giám sát của Cảnh sát phòng chống ma túy. Kết quả âm tính về ma túy thì các doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa mới được cho các lái xe trở lại hành nghề. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức khám sức khỏe và kiểm tra việc sử dụng chất ma túy đối với các lái xe vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện tại quán karaoke X-Men, thôn Hồng Thái, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Các đối tượng nghi đang sử dụng trái phép chất ma túy trong các phòng hát, bật nhạc to để bay lắc. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại các phòng VIP 86 tầng 5, VIP 401 tầng 4, VIP 302 tầng 3, VIP 202 tầng 2, mỗi phòng có hàng chục đối tượng đang hát và nhảy trong tiếng nhạc inh ỏi, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tại các phòng hát này và khu vực quầy lễ tân, cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với đó, tại phòng VIP 86 tầng 5 phát hiện thu giữ một túi ni lông màu trắng, nắp túi viền xanh, bên trong có các cục tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Một túi ni lông màu trắng, nắp túi viền màu xanh, bên trong có 3 viên nén hình trụ tròn màu xanh. Tại phòng VIP 401 tầng 4 phát hiện thu giữ trên người Nguyễn Đình Công Minh, sinh năm 2000, trú tại thị trấn Khoái Châu, 2 viên nén màu hồng, một túi ni lông màu trắng, bên trong chứa chất kết tinh màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Tại phòng VIP 302 tầng 3, phát hiện thu giữ trên người Vũ Văn Đức, sinh năm 1991, trú tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, một viên nén hình trụ tròn màu cam, nghi là ma túy tổng hợp. Tại phòng VIP 202 tầng 2, phát hiện thu giữ một số đồ vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy, tuy nhiên lực lượng công an đã khống chế hơn 70 đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Qua lấy mẫu test nhanh,
có 45 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đa số các đối tượng tuổi đời từ 19 đến 25 tuổi. Các mẫu thử xác định là ma túy tổng hợp. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang phân loại, xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.